Hello mấy chị. Hôm nay không biết mọi người nhìn Nhi có trông ốm không? Chưa Chào cả nhà và buổi sáng nha. Chúc mọi người cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc nè. Và lúc nào cũng tươi trẻ và xinh đẹp nha. Nhi bới tóc lên. Hello mọi người, để chuẩn bị đi đi pha cà rát. Thì thường vào sáng thứ bảy hoặc là sáng chủ nhật là Nhi có thời gian để mà có thể chăm sóc da của mình. Hai chị Ngân Trần, hồi nãy Ngân Trần nhắn gì chị không có hiểu, có gì Ngân nhắn lại giúp chị nha. Hai chị Ngọc Vũ, hai Quỳnh Hương. Nhi đang chuyển tóc chuẩn bị là Nhi đi pha carat. Thì gần đây khi mà đến tiệm Refa, mua Refa cho mấy chị á, cái chị nhân viên mà chị đó đẹp lắm, chị đó là hoa hậu hồi xưa của Nhật á, chị chỉ làm bên Refa. Chị nói với Nhi, Nhi ơi, hình như cái gương mặt của em á càng ngày càng nhỏ. Mà chị bảo là chị bảo là hồi mà lần đầu chị gặp em á, lúc mà em đến mua hàng tới bây giờ á, thì gương mặt của em càng nhỏ hơn rất là nhiều luôn á. Hồi trước chị cứ nói Nhi, Nhi ơi, cái bàn tay của chị á, chắc là che hết mặt em rồi đó. Chị giơ cái bàn tay lên là bóp nát mặt Nhi rồi, che hết mặt Nhi rồi đó. Bây giờ chị nói thấy mặt Nhi còn nhỏ hơn nữa, thì chắc là do Nhi xài Refa đó. Bây giờ Nhi sẽ đi Refa thỉnh thoảng vào sáng sớm là Nhi sẽ chăm sóc. Và mỗi lần mà mọi người mua Refa bên Nhi á, Nhi hay tặng kèm những cái gối dùng thử này nè. Bên Refa nó tặng là Nhi bỏ vô cho mọi người luôn. Thì nó gồm sẽ có lotion nè, nó có hai cái chai, hai cái chai giống như vậy nè, đó là Latinum Serum, đó là serum ha, và một cái serum nữa là booster, là nó giúp cho cái da của mình căng bóng như vậy nè. Thì những cái chai này giá khá là mắc, cho nên là thường là Nhi không có bày, họ bỏ luôn vô trong hộp máy cho mình. Để Nhi lấy ra và bây giờ Nhi sẽ đi cây Refa ha. Đây Nhi đang làm ấm cái cây Refa của mình cho nó ấm lên, thì đi cái để cái hiệu quả nó cao hơn. Nhi đang làm ấm nha. Và khi mà bật mọi người ở dưới này nó có cái nút nè, mình bấm nó sẽ nóng lên và nó làm ấm. Và đừng có đụng vô trong cái khay bên trong này nóng nha. Trong cái khay trong này nè, cái trong này là cái miếng này nó nóng nè. Nhi đang làm ấm thì nó sẽ tăng cái hiệu quả hơn, giúp cho da của mình nó được lưu thông và nó rạng rỡ hơn, và nó sẽ tự sản sinh ra collagen. Thì hồi xưa á, có cái đợt á mà Nhi mà mua máy á, nó tặng luôn một set như vậy nè. Mọi người có cái túi Sogo này luôn, và Nhi bỏ hẳn vô trong cái hộp máy cho mấy chị. Dạo này nó keo lắm, hãng nó không có tặng nhiều được như vậy, nó chỉ cho một gói hoặc hai gói thôi. Thì Nhi kêu nó bỏ hẳn vô trong hộp máy cho khách của Nhi luôn, để cho mấy chị được trải nghiệm và dùng thử. Thì nếu như mấy chị cảm nhận nó tốt á thì mấy chị mới mua, còn không thì thôi không cần, mình xài kem của mình là được. Nhi thì Nhi cũng không có mua đâu, Nhi toàn xài những cái mỹ phẩm của Nhi và Nhi đi máy Refa thôi. Nhi thấy là vẫn rất là work luôn đó. Nhưng mà thỉnh thoảng khi mà nó tặng cho khách của Nhi, nó bỏ vô hộp á, cái nó cũng tặng cho Nhi, chắc nó thấy á, tại vì nó Nhi mua cho bạn, mua giùm cho bạn, thì Nhi bỏ vô trong hộp luôn. Cái đôi lúc nó có tặng cho Nhi, thì những lúc mà nó tặng Nhi sẽ dùng thử để mà Nhi cảm nhận. Bây giờ hôm nay Nhi sẽ dùng kem mắt nè, serum nè, serum nè, hai chị Lenato nha. Bây giờ em sẽ sử dụng thử cái cây Refa này và em làm ấm trên cái máy. Một khi là em không có khoe em làm ấm, này em làm ấm sẵn rồi. Nhi sử dụng trọn 5 bước của nó luôn, cái này để cho nó dễ. Rồi. Và nếu như chị em nào mà ở đây đang coi cái clip này của Nhi mà có mua qua máy Refa của Nhi mà muốn xin thêm những cái gói này thì like clip. Thì đợt sắp tới này Nhi về là dịp Tết, thì nếu như mấy chị có mua thì Nhi sẽ đem mà Nhi tặng, mà không có số lượng nhiều nha, chỉ được tặng 1 đến 2 gói thôi, không có nhiều đâu. Thì ví dụ như chị nào cần, tại vì Nhi vẫn còn ở đây, thì Nhi sẽ tặng lại cho mọi người nha. Và những đây là tặng, tại vì Nhi mua nhiều á, nhiều khi nó tặng cho khách của Nhi, cái nó thấy Nhi bỏ vô luôn cho người ta, cái nó tặng thêm cho Nhi thôi. Mà lâu lâu mới có chứ không phải lúc nào cũng có, nó có đợt á. Đầu tiên ha, trong chọn một cái bộ của nó sẽ có lotion. Bước số 1 là lotion nè. Lotion. Ha. Thứ hai sẽ là những cái C đó,
booster serum serum Platina Selenium. Cái này đầu tiên. Cái gói này đầu tiên. Đây nè. Ha. Booster Selenium ha. Để mà nó giúp săn chắc da và nó làm giống như booster là cái chất mà làm căng mịn da của mình cái đã. Xong mới đến lotion. Sau đó mới đến serum Platinum này, Platinum ha. Rồi sau đó mình mới xài qua kem. Ok, Nhi sẽ xài 4 và sau đó là kem mắt. Rồi, Nhi sẽ bắt đầu đi ha. Bây giờ Nhi sẽ xài cái serum booster này trước. Xài theo thứ tự của cái này nó ghi cho Nhi thôi. Chứ bình thường là Nhi xài lotion trước, xong Nhi xài hai gói serum sau. Đó là cái cách xài của Nhi. Cho ra tay. Và trước khi mà Nhi đi máy này là Nhi đã rửa mặt sạch rồi, Nhi rửa tay sạch rồi. Nên nhớ trước khi xài mỹ phẩm lên da mặt của mình, mình nên rửa cái tay cho thật sạch nha mấy chị. Đừng có tay đang bóc cái này bóc cái kia, bắt đầu chiết serum lên mặt. Ồ ghê quá rồi, hỏi sao nổi mụn nha. Đó. Thì mấy chị mà coi clip của Nhi thì thấy Nhi chỉ rất là tỉ mỉ. Nhi biết gì thì Nhi chỉ đó. Có thể là có những chị, ôi cô bé này mình xài khác. Thì cái đó là do của mỗi người thôi, Nhi chỉ cái cách của Nhi ha. Những cái serum của Defa này nó khá là mắc, Nhi thấy nó bán là 1 man, 2 man. Nói chung là khá là mắc, cho nên là Nhi không có bày thêm cho mọi người. Tại vì mua trọn một bộ này cũng nó tốt thì mấy chị mua và cảm nhận. Mình cứ thoa cho hết đi rồi mình đi máy một lần luôn nha các chị, cho nó tiện không sao hết, là đẩy nó thấm hết vô da của mình. Hai chị Huỳnh Khánh Phương. Đó là Nhi đã thoa xong gói này. Cái này là Nhi đang xài theo cái thứ tự của nó thôi nha. Chứ bình thường là Nhi xài lotion trước nha, xong rồi Nhi mới thoa hai cái serum này nha. Đang xài theo cái thứ tự của cái tờ giấy nè. Đó, là Nhi sẽ xài gói này trước cho coi lại, cho coi lại. Booster là cái chất mà booster căng săn chắc da. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, sau đó mới xài lotion. Chứ bình thường là Nhi sẽ dùng lotion, Nhi cho ra cái cotton, Nhi lau sạch cái mặt. Sau đó Nhi vỗ luôn hai cái serum lên và tới kem xong. Đó là cái cách xài của Nhi. Bây giờ Nhi bắt trước Nhi xài cái này. Đó, sau đó là ok. Và lotion này mình không có cần cho ra bông gòn. Nếu như mà xài bước đầu tiên theo cách của Nhi á, thì Nhi sẽ cho ra bông gòn. Tại vì nó nước mà cho bông gòn á, cho nó thấm vô da từ từ cho nó kịp. Chứ để vỗ vậy nó nhiễu tay le hết nè. Thấy không? Nó không có kịp thấm vô da của mình. Lotion thoa bằng cotton. Nhi nói thêm nha, có rất nhiều chị bảo là chị không dùng cotton được không, vì là phí quá thấm hết vô cotton. Đó là sai lầm nha mấy chị nha. Vì khi mà thoa lên cotton, miếng cotton ẩm ướt và da mình khô, mình đặt lên nhẹ nhàng nó sẽ có thời gian để mà nó thấm kịp vô da. Còn như mình đổ ra tay mà mình chậm nhưng nó vô không kịp, nó đổ ra hết, nó mới là phiến hơn nha. Đó, thì Nhi đang thoa theo cái cách của cái tờ giấy hướng dẫn. Trời, nó ướt nhẹ nhẹ, nó dư nhiều lắm nè, tại vì một gói nó cho nhiều lắm. Nếu mà được mình chia làm hai xài cũng còn được nữa đó. Mình Nhi xài cho hết luôn cho nó đã, tại vì mùa đông. Đó, mặt đang ướt nhẹ vậy nè, dư quá chừng nên thoa tay luôn nè. Thôi cổ cho nó đã, đánh hồi đi cổ. Đó, xong, trời ơi, bởi vì cái mặt công phu lắm, được hai gói vậy đó. Nó tìm nhẹp rồi nè, đó. Bây giờ mình sẽ gói thứ ba. Gói thứ ba là Refa Platinum. Nó sẽ giúp cho mình đẹp da nè. Cung cấp thành phần BG nè, glycerin nè, C10 nè, khỏe da nè. Khi san tăng gom mười trội quá chừng thành phần để mà dưỡng da, đẹp da luôn. Có chất platinum nữa, ghê không? Vàng trắng đó mọi người. Đó, vàng trắng, trời ghê quá. Bởi vậy, chăm làm đẹp thì sẽ đẹp nha mấy chị nha. Đó, còn mình lười mà mình muốn đẹp thì không có đâu. Phải chăm, em Nhi chăm lắm luôn á. Như giờ sáng cả nhà còn ngủ kệ cả nhà, chỗ nó nhiều quá. Nãy giờ thoa nhiều, chắc cái này Nhi chi nữa nha. Nhi không dứt hết để tối Nhi lăn tiếp. Tại vì Refa này nè, cái máy Refa này rất là hay. Mình xài được mỗi ngày, và thậm chí một ngày mình có thể xài 2 lần. Hoặc khi nào mình rảnh á, mình có thể lăn. Với điều kiện mặt mình không có xài foundation là mình có thể lăn trực tiếp lên. Để cho da của mình sẽ tự sản sinh ra cái lượng collagen, giúp cho da của mình luôn căng và sáng mịn nha mọi người nha.
Nhi áp lòng bàn tay cho nó thấm chút xíu, cái nó nhiều quá vì thoa nhiều. Cho nên là cái serum này Nhi nghĩ á, nếu mà mọi người có điều kiện mua hết, còn không là hai serum mình mua một trong hai serum Latinum hoặc serum Butter và mình xài xen kẽ. Tại vì thấy nó nhiều quá, nó cũng nhiều quá. Nhất là ở Việt Nam mình mà nóng nóng thoa nhiều có nổi mụn thêm nữa. Còn trời lạnh này nè, như ngoài miền Bắc, mấy chị ngoài miền Bắc ngồi da đẹp lắm. Trời lạnh này mà chăm thoa nữa, da đủ độ nước, đủ độ ẩm là da rất là đẹp. Xong, thấy chưa, thoa quá chừng thoa mấy gói rồi nè. Tại vì nó cho nhiều quá, chứ bình thường mình xài thì không nhiều đến như vậy, mà lấy cái lượng vừa thôi. Nó cho một gói để xài cũng được hai lần, nó ghi một lần, hai lần. Thôi kem chắc Nhi cũng lấy phần nửa thôi. Cái kem này rất là thơm nha, cái kem này rất là thơm mà mắc tiền. Hình như gần 4 triệu hay sao Nhi quên rồi. Khá là mắc tiền. Nhi lấy vừa phải thôi, tại vì còn nhiều quá, Nhi chia làm hai đi. Đó, chứ hồi tối hôm qua là Nhi xài một lần đó. Do buổi tối thì mình xài nhiều ok, ban ngày xài nhiều nó bớt đó. Đó, thơm lắm. Cái kem này mùi rất là thơm mọi người, nó sẽ làm cho da của mình căng mọng. Ha, giảm hẳn nếp nhăn luôn á. Và nhất là những da chị nào mà có nếp nhăn á, xài bao căng bao mịn luôn nha. Mấy chị thấy em Nhi chăm xài không, da em Nhi không có một nếp nhăn luôn. Em Nhi này cũng đã có tuổi rồi. Nói chắc mấy bị mấy chị lớn hơn chửi quá. Đó. Nói chung hàng ba rồi là mình thấy là mình có tuổi rồi. Quay qua quay lại 35-40 nhanh lắm. Cho nên là phải chăm. Mình chăm sớm. Thì mấy chị biết không, thật ra là mấy cái chị mà bây giờ hiện tại có những người 40-50 mà nhìn da họ căng bóng. Thứ nhất là họ tiêm Boston, đi qua Hàn Quốc họ tiêm cái này cái kia. Còn đối với những chị mà đẹp tự nhiên mà da có thể căng mịn không nếp nhăn ở tuổi 40-50 là vì sao? Họ có tiền. Họ có tiền trước đã để mà họ đầu tư những cái máy làm đẹp mỹ phẩm, thậm chí là họ đi spa, thẩm mỹ viện ha. Thì khi như vậy thì đương nhiên mình chăm sớm, họ có điều kiện họ chăm sớm. Thì có mấy cạo râu luôn em, thường mấy cạo râu mà tốt mà chị có bán qua là Brow nha. Hiệu Brow, nhưng mà hiệu Brow đó cơ bản cái hiệu đó là hiệu của nước ngoài. Đây máy của Nhi đang làm ấm rồi nè mọi người, nó sẽ ấm nha, nó sẽ tăng cái độ hiệu quả hơn. Nhất là cái trời lạnh như vậy nữa, đó, nó sẽ ấm. Nó sẽ giúp cho da của mình đạt hiệu quả cao hơn, làm ấm hơn. Và mình đi như vậy cái mặt của mình rất là gọn nha. Rất là gọn, nó có cái hõm luôn nè. Đó. Tại vì Nhi đã ốm rồi mà Nhi đi cái này nữa, cho nên là Nhi thường dùng cái máy này đi body nhiều hơn là đi mặt. Một ngày Nhi sẽ đi ví dụ như một lần thôi, để cho cái da của mình căng và nó tự tạo ra collagen. Do là nó có bảng năng lượng điện nè mọi người. Đây là bảng năng lượng hướng lượng điện, và từ đó nó sẽ tạo ra dòng điện microcurrent. Thì cái dòng điện nó rất là nhỏ như điện trở của cơ thể mình, nó sẽ tác động lên da của mình ha, làm cho cái vùng da đó sáng lên và tự sản sinh ra collagen. Đó là lý do vì sao đây, để khoan để Nhi nói Nhi quên đi từng bước cho mọi người nhớ từ này ha. Đi, tại vì bây giờ Nhi đi quen rồi cho nên là Nhi nhớ, cho nên là Nhi cứ đi hủng tầm lầm vậy đó, đó cứ theo thứ tự vậy nha. Đó là để có V-line không, mình đi nhiều thì nó sẽ gọn rồi, nó thành cái khung xương luôn nè. Đó, Nhi xài cái máy này cũng khá lâu rồi. Cho nên là dạo này đi Refa. Cái kệ hả chị, cái kệ này nè. Cái kệ làm ấm điện của Refa luôn chị. Nó trọn bộ. Nhưng mà cái kệ này đặc biệt chỉ dùng cho những đầu tròn như vậy thôi. Thì chỉ dùng cho máy này. Hoặc là máy y chang như vậy mà nó có cái sọc á chị. Sọc xài ok. Tại vì em mua cái dòng này cho nó rẻ chút. Tại vì em đầu tư nhiều máy, cái loại sọc nó mắc hơn nữa. Thì nó y chang luôn, nhưng mà nó là sọc, nó dễ cầm hơn, nó ít trơn hơn. Và một cái loại đi cho mặt. Đó thì để được, còn những cái kiểu dáng khác là để không được cái kệ này, nó chỉ có một loại kệ thôi. Và nó sẽ làm ấm nha, và khi đi body cũng rất là thích luôn. Nhưng mà nó nóng và nó cũng mau nguội lắm, nó hơi nóng nhẹ cái đầu con lăn thôi. Đó, vừa đủ để mà nó tác động lên da của mình, không quá nóng. Nó làm ấm cái con lăn thôi, nó làm ấm cái con lăn thôi mọi người. Thấy không? Nè, là đi từ dưới này. Sau đó mọi người đi như vậy. Hai. Tại mình như quen rồi. Như đi như nhớ. Hai. Ha. Sau đó từ đây mình đẩy ra đây. Chị Ly Âm Nguyễn ơi. Đó, mình đi từ đây ra đây nè, từ đây nè đi ra đây. Đó. Đó, chị nào mà chăm like và share đi, và chị nào có cái này và like và share thì nếu được thì em sẽ tặng cho một hai gói này. Không có nhiều tại vì em không có nhiều.
Tại vì được tặng là em gửi cho khách mua máy của em hết trơn, em bỏ kèm vô hết trơn. Chỉ có những cái máy nào như mà máy gội đầu này kia là không có. Còn những máy nên đi này là thường là em hay dặn nó tặng thì nó sẽ bỏ vô. Còn nếu không có nó là do người ta quên chứ em có dặn ha. Mình đi cái này để chi? Cái gò má của mình không bị sệ. Mấy chị biết á, những cái chị mà sau tầm 40 gương mặt bị sệ, một phần là do cái gò má nè. Cái xương gò má khi nó sệ xuống một cái rồi, nó sệ xuống, nó tụt xuống là nhìn cả cái gương mặt của mình sệ xuống và trong mình có tuổi liền. Cho nên là mấy chị nhớ, đầu tiên là mình đi cái này để cho mình không bị lằn khóe môi. Em Nhi là cười một cái đã thấy rõ hai cái lằn này. Và nhất là em Nhi mà ốm nữa là nhìn thấy ghê luôn. Còn khi mà đi đi pha bây giờ Nhi đỡ rồi nè. Chứ bình thường ngày xưa mà không cười nó cũng có cái lằn nhẹ. Để ý kiếm video ngày xưa của Nhi đi và nó thấy có lằn nhẹ nè ha. Và ngày xưa khi mà hồi xưa xưa cách đây mấy năm á, hồi hồi Nhi có kể Nhi xài qua cái rượu về Việt Nam hai em xài đó, là tự nhiên bị hai cái lằn này nè, nó nhăn. Nhi đi riết bây giờ không có hai cái lằn này mất tiêu luôn, đi chụp ở trong da không thấy hai cái lằn nhăn luôn ha. Cái này cũng đỡ đi nhiều nè. Thì mình sẽ đi từ đây kéo ra nè, và không cần lâu đâu mấy chị, đi vài lần thôi là đã đủ tác dụng rồi nha. Đó, xong từ đây mình đi đẩy cái xương gò má mình lên nhẹ nhẹ thôi, không cần đè mạnh đâu mấy chị, không cần đè quá mạnh, nhẹ nhàng lên da mặt của mình thôi. Đây là một cái cây đi body và face, sau đó mấy chị kéo nè, đó ngay cái này nè, đó cho nó gọn cái khuôn mặt của mình nè, khuôn xương gò má của mình nè, đó nhẹ nhàng thôi. Sau đó ngay vùng khóe mắt nè, để tránh bị nhăn nè, mấy chị sẽ đi ngay đây nè, lăn nhẹ nhàng thôi, không cần mạnh. Và bắt đầu trên trán của mình, trán là cái vùng dễ cảm nhận nhất do nó có cái xương hộp sọ nè mọi người, và qua xương là nó dễ cảm nhận nhất, cho nên là mình lăn nhẹ nhàng không cần mạnh nha, cứ lăn nhẹ nhàng vậy nè. Tại vì cái máy này em xài quen quá rồi cho nên là em cứ đi từng 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 thôi đó. Sau đó lại đây ha, mình đi nè, đó đi lên trán nhẹ vùng này luôn cho đỡ nhức đầu, mình có thể đi nhẹ nhẹ lên đây chút xíu được nè nha mấy chị nha. Đó, và mình đi thường xuyên cái da mặt của mình sẽ sáng lắm mấy chị, nó sẽ sáng lên rõ từ từ nếu như mà mấy chị chăm nha, chứ không phải là ngày một ngày hai lâu lâu quẹt một cái thì không có tác dụng đâu. Bắt đầu mình lại đi đây ha, mình càng đi là mấy chị để ý cái độ bóng của những cái kem hồi nãy á, nó không thấm thì bây giờ nó bắt đầu nó thấm dần và nó ráo dần ha, nó không có ướt chèm nhẹp như lúc nãy nữa. Mấy chị cứ để ý từ đầu clip đến cuối clip. Và những chị nào mua máy đi pha của Nhi rồi thì nếu mà sử dụng muốn dùng gói dùng thử này thì like và share clip thì Nhi sẽ gửi tặng nha, gửi tặng những cái gói dùng thử nha. Nhưng mình kéo vậy để không có bị nè nếp nhăn ngay cái khóe môi do mình hay cười nè, mà đi như vậy da của mình sẽ căng bóng và rất là mịn. Và khi rửa mặt mấy chị cũng sẽ thấy da mình có một cái độ sáng nhất định hơn những cái chị mà không có dùng những cái máy móc làm đẹp. Thực ra bây giờ đi spa đó mấy chị thì họ cũng dùng những cái máy như là ở Nhật vậy đó, nhưng mà nó sẽ mạnh hơn đó. Thì cái đó một tuần mình đi một lần, lâu lâu một tháng mình đi một lần. Còn nếu như mình đã dùng những cái máy chuyên dụng ở nhà và mình chăm dùng mỗi ngày thì cơ bản nó cũng tương đương với những cái máy đi đi những khi mà mình đi làm đẹp ở tiệm, mà mình chủ động được cái thời gian của mình. Như hôm nay sáng chủ nhật em Nhi rất là rảnh, không lẽ bây giờ mà ngồi bút ở trên spa thì mình phải rửa mặt, súc miệng, thay đồ, biết bao nhiêu công đoạn, bắt đầu mình mới đi đến cái spa đó và bắt đầu mình mới làm đẹp, mất cả nửa buổi đến một buổi ngày, một buổi đến một ngày của mình. Còn như Nhi làm chút xíu nhà về xong rồi là Nhi có thể trang điểm và Nhi có thể linh động được cái thời gian của Nhi dành cho gia đình mà rẻ hơn rất là nhiều. Tại vì Nhi thấy bây giờ ở Việt Nam mình nó do là có thể là do cái mặt bằng, để trong thời gian nói để cho nó ấm ấm chút xíu với Nhi đi lại một lần nữa. Và cái cây Rifa này mình chỉ cần đi 2 đến 3 phút là đủ, không cần đến 5 10 phút đâu mấy chị. Tại vì mình đi đều đặn mỗi ngày, mình đi chút xíu thôi, thậm chí là khi mà coi tivi rảnh rỗi mấy chị có thể dùng đi bắp tay, bắp chân, vùng bụng. Vùng bụng đi rất là quốc nha, kết hợp với kem kem tan mỡ bụng và man. Trước khi đi tập thể dục mấy chị lấy cái cây này, mấy chị đẩy
đẩy cái vùng bụng cho em, hôm nào em sẽ làm đẩy cái vùng, hình như em cũng có làm qua rồi nhưng mà nếu như cần thì em sẽ làm lại. Mấy chị cứ like và share video và yêu cầu thì em đẩy vùng bụng và em tha kem tan mỡ bụng và man rất là good, nói 1 triệu mấy nhưng đáng đồng tiền lắm, không đi 1 triệu mấy nha mấy chị. Mấy bữa em bán á, em bán bị rẻ hơn, bây giờ phải lên 100.000, em bán bị rẻ hơn, em quên cái tiền mà ship tới nhà của em, tại vì mình đặt từ hãng, quên cái tiền ship tới nhà của em tính nó không có lời gì hết á. Bây giờ mới coi lại và thuế lên nữa thì nó lên lên một chút xíu, nhưng mà một hộp thì xài rất là lâu rồi, xài nó nóng lên quốc đã luôn, xài còn chút xíu nè nóng đỏ hẳn mà cái mùi rất là thơm. Và mấy chị trước khi đi tập thể dục mấy chị cứ thoa sơ nhẹ cái kem này, mấy chị đi nhẹ cái máy này chừng 2 phút bắt đầu mấy chị giọt đi, thì khi tập một hồi cái cơ thể mình nóng lên sẽ cảm giác cái vùng bụng nóng rõ rệt luôn. Nếu như đi cái này thử đi, thử đi, trời ơi nó nóng rõ rệt cái vùng bụng của mình lên luôn, cái kem nhà ma này nè, và cái vùng bụng mình nó sẽ có cái hõm vô luôn, thích lắm thiệt. Rồi em Nhi dạo này tự tin lắm, bận quần rộng hết luôn, bận quần rộng hết luôn mấy chị, thiệt tình luôn, nói có mắt sắc có chứng luôn. Mấy chị nhìn hai cái hõm bụng của em nè, là đây mình cũng có giữ hơi một chút xíu ha, chứ mình thường thả lỏng ra nè thì nó cũng có hõm, là thả lỏng ra nè, hết lên. Nó nhìn cái hõm bụng em nè, là do là em đi như vậy nè, chị đi nè, đi từ đây xuống nè, đi nè ha, đi đây nè, em sẵn chỉ luôn đó, đi đây nè. Nhưng mà đi mà không có kem là mình sẽ bị đau nha, không sao, em bận cái áo này là áo thể dục cho nên em xin phép là em kéo lên hơi bất lịch sự chút xíu, không sao, đây không phải là áo ngực, đây là cái áo tập thể dục của em, hồi nãy em bận trước để dù mà có tháo dỡ bụng là nó không có sao, để áo áo thể dục nha. Đó thì mình sẽ đi được như vậy nè, và mình đi hai cái lần này nè, và mình đi xéo như vậy nè, mấy chị đi xéo như vậy nè để cho nó tăng cái khung bụng, cái khung bụng khi mà ví dụ như mình có bầu mình sinh bé thì khi mình có tập thể dục cỡ nào thì nó vẫn còn cái khung bụng, do là mình 9 tháng 10 ngày mình nở bự ra thì mình sẽ massage hai cây, nó sẽ tạo thành hai cái hõm luôn nè, em bị hai cái hõm luôn nè, hai cái hõm sâu vô luôn nè. Bắt đầu mình đi đây, mình lăn ở đây cho nó tan từ từ ha, bắt đầu mình vuốt hai cái này cho nó nhỏ lại cái vùng này nè, vuốt hai bên này nè. Nhưng mà nếu như không có kem thì nó sẽ hơi bị đau, cho nên mấy chị nếu như mà mình không có điều kiện mình có thể dùng bất cứ kem body nào để tạo cái sự bôi trơn thì mình đi thì không tốn tiền nữa, mình cứ lấy kem body để tìm bất cứ nào có sự bôi trơn là cũng ok. Nhưng để mà hiệu quả nhanh hơn và đỡ mất thời gian, mua cho em cái hũ này đi, không bài rẻ đâu, tại vì em xài thực sự rõ rệt hiệu quả, thực sự hiệu quả đó. Giờ nhìn cái bụng nó không dở lên mình rất là tự tin đó, thấy không? Cho nên là mấy chị thời buổi bây giờ không như ngày xưa nữa, đừng nghĩ là mình sanh hai bé ba bé là không thể nào lấy lại vùng bụng. Em Nhi đã từng nghĩ như vậy, đã từng nghĩ như vậy mấy chị, và em nói là thôi mình có tập cỡ nào là đúng là mình ăn vô cái bụng cũng chảy xệ ra, đã từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ thì không, từ bỏ đi mấy chị, dẹp bỏ cái nghĩ đó đi, vì thời buổi bây giờ hiện đại rồi, máy móc có, kem có, cái gì cũng có, quan trọng là mình tự tin và mình tin vào chính mình là mình làm được. Tin vậy đi mấy chị, tin em đi, tin em không mất gì hết, không mất gì, mấy chị chỉ tin em, là tin cái lời nói của em, là em nói là mình hãy tin vào bản thân mình là mình làm được, chỉ cần mình tin mình làm được thì mình sẽ làm được mấy chị. Và mình suy nghĩ như nè, tại sao con nhỏ đó nó cũng đã 2 đứa như mình mà cái bụng nó trở về là như vậy được, tại sao mình không được, gán lên tin như vậy là mình có niềm tin và sự cố gắng thì mình sẽ làm được mấy chị. Sao mà phải có money nữa, cái cuối cùng là phải có money nữa, em xài hao tiền lắm đó, hao tiền lắm, tại vì mua máy nè, mua kem nè rất là tốn kém, hũ kem này đâu có rẻ đâu, mua bên đây là 6.000 yên, khoảng 6.000 yên á, 6.000 mấy á, 6.000 mấy á, cần là có bill em mua 6.000 mấy một hũ vậy nè. Thì mấy chị cứ nhân đi, tại vì tỷ giá hôm nay là 2.20 đấy, 2.16, nhưng mà tụi em mua in và mang qua là tính chẳng 2.20 đấy, thì đó, thấy không? Cho nên là tốn tiền, cái tốn money nữa, cho nên là muốn đẹp giống nhỏ đó là phải thêm cái ngoài niềm tin, ngoài tất cả là còn phải thêm là phải có money điều kiện nữa đó ha mấy chị ha, bên đó nó nấm ấm rồi đó, mình đi ha. Sau khi đi những cái vùng mặt xong thì mấy chị biết á, những cái mệt mỏi, những cái giống như là máu mình không lưu thông, em giải thích gì, những cái máu cục trên mặt mình đi, nãy giờ mình lăn rồi nó chạy đi đâu, nó chạy vô cái mang tay nè, không vô vùng này, bây giờ mình đẩy nó xuống, em giải thích vậy cho nó nôm na cho nó dễ hiểu nha. Mình đẩy nó xuống nè, đẩy cho nó xuống này đó, thì nó mới sáng cái gương mặt mình lên được. Những cái tối á, người ta gọi là thà rư mi tiếng Nhật á, những cái tối, những cái đen nè cho da mình sạm á, đẩy xuống.
Mấy chị nào mà thấy em nói hay là thả hết tim cho em nha, thả nát tim cho em đi cho em có niềm tin để mà em làm clip và em khai thiệt hết. Xong bắt đầu mình đẩy từ đây xuống cái gì, bây giờ mình đẩy vô nách, đẩy vô nách giấu hết, mẹ vô nách nó đi, giấu vô hết. Trời cảm ơn chị Linda Tô nha. Chứ có nhiều người cứ nhắn tin cho Nhi, khen Nhi dữ lắm, nói Nhi ơi, nhờ em chỉ cái này mà chị làm chị thấy hay, vậy sao chị không share cho em? Chị ngại quá à. Trời ơi có gì đâu mà ngại, xe về bay mọi người cùng làm đẹp mà, em Nhi đâu có nói tào lao nói nhảm gì đâu mà mấy chị ngại đó, mọi người cùng đẹp mà. Xong rồi kêu mấy chị thả tim, mấy chị nói thôi, mấy chị ngại tương tác, mấy chị mà ngại tương tác là mấy chị sẽ không thấy em nữa đâu. Chúng ta không tương tác là chúng ta không còn thấy nhau nữa đâu. Facebook bây giờ nó có cái chế độ đó đó, cho nên em hay kêu gọi mọi người hãy tương tác và like cho em. Mấy chị còn like là em cứ live stream là mấy chị sẽ thấy em thôi, còn không là nó sẽ không hiện. Và có thời gian giống như em mới vừa liên lạc được với chị Tuyết Nguyễn nè, em nói ủa sao hồi trước giờ mình với chị là bạn rồi, cái em thấy chị ép fan nữa cho nên em để hoài em không accept. Em nói hay là Facebook ảo đó. Cảm ơn con gái, tại vì em sợ em nói nhiều mấy chị nhàm cho nên là cũng có pha hài hước tí xíu cho mấy chị vui. Cuối tuần mà chị em mình phải cười nhiều lên thì chị em mình mới đẹp đúng không chị? Đó đó, bắt đầu mình đẩy đẩy hết vô nách, đẩy hết vô luôn đó đó, thì cái gương mặt mình bắt đầu nó sáng, nó rạng ngời lên, bắt đầu thấy da mặt. Ơ mấy chị để ý cái clip lúc nãy với bây giờ là mặt nó hồng hơn nghe không, và cái bóng lưỡng của những cái chất hồi nãy em thoa lên nó đã đi vô nè, và còn gói sau cùng cái mắt. Cái mắt này á có rất là nhiều bạn hỏi Nhi, bây giờ Nhi giải thích cái vụ cái mắt nha cho mấy chị thắc mắc là nghe một lần luôn. Thì có nhiều chị hỏi Nhi ơi sao chị không thấy Nhi xài cái mắt. Thực ra thì lâu lâu Nhi có xài, xài thường xuyên thì Nhi không xài. Vì sao? Vì mắt của Nhi không có bị buồn đen nè, không có bị thâm, không có bị gì nhiều, cho nên là khi mà thoa những cái kem mặt á, Nhi dùng nó Nhi vuốt nhẹ lên mắt luôn thì nó đã dưỡng rồi, cần gì mình phân biệt ra kem mắt và kem này kem kia. Đó cho nên là những cái kem dưỡng đêm là Nhi thoa nhẹ và Nhi vuốt nhẹ lên, và Nhi vuốt nhẹ lên vùng mắt của Nhi luôn. Và vì Nhi không có nếp nhăn, vì Nhi không bị thâm quầng thì đâu có cần xài kem chuyên dụng cho mắt làm chi cho tốn tiền, đúng không mấy chị? Em cái kem đêm em vuốt rồi em còn dư, em vuốt nhẹ lên vùng mắt còn dư, em vuốt nhẹ lên vùng mắt là đã dưỡng vùng mắt rồi, tại vì cũng là da trên mặt mà. Chỉ có những chị nào bị nhăn nhiều quá, bị quầng thâm hoặc là có nếp nhăn thì mình nên dùng những cái kem chuyên dụng cho mắt, để mà chi cái hàm lượng có thể là nó dành cho cái vùng da nhạy cảm nó mạnh hơn, nó tốt hơn thì ok. Nhưng cái Rifa này cũng có kem mắt nè, đó thích kem mắt em đi thoa kem mắt đó, lâu lâu thì Nhi cũng xài, lâu lâu xài có đó, thì mình lấy vừa thôi, cái này chắc xài cũng được nhiều à, được 2-3 lần à, 4 lần à, đó Nhi để đây rồi mình vuốt nhẹ lên nè, và mình nhớ chấm nhẹ lên nè đó, vùng mắt cần thì đó Nhi xài nè. Mọi người thấy da Nhi đỡ bóng ngay nãy là mình dùng ngón út hoặc là áp út nha, mình xoay nhẹ vô thoa nhẹ cái vùng mắt của mình, không có cần mạnh đâu mấy chị, tại vì vùng da này khá là nhạy cảm, đôi lúc chính những động tác làm mạnh của mấy chị vô tình làm cái vùng đó tổn thương mà nó để lại nếp nhăn ha. Nghe em Nhi đi, tại vì em Nhi rất là chăm chơi với mấy chị người Nhật, mấy cái bạn gái người Nhật nào mà đẹp đẹp là em Nhi sáp vô em Nhi chơi, hoặc là những cái câu lạc bộ á để mà hỏi kinh nghiệm. Và bây giờ là mấy chị đã hỏi lại Nhi mới ghê, bây giờ chảnh lắm mấy chị. Hôm bữa đi chơi về với mấy chị người Nhật á, đi tiệc cuối năm á ha, thế nào mình áp nhẹ nè, đi tiệc cuối năm về á có chị đu theo Nhi, sao dạo này tao thấy mày càng ngày càng đẹp, mày có bí quyết gì mày chỉ tao. Rồi có chị hỏi Nhi mua đi pha, rồi Nhi chỉ cho đi mua. Hoặc là có chị nói trời tao bị nhấp nhăn này, giờ mày biết sao mày chỉ tao, mày biết xài máy gì. Trời ơi bây giờ là mấy chị đu đem Nhi hỏi nó mới ghê. Thấy ghê không mấy chị? Đó là một cái thành công của mình đó. Hồi xưa mình hỏi người ta mà bây giờ người ta phải hỏi lại mình đó. Trời ơi em Nhi thấy vui lắm luôn mấy chị. Đó là động lực mà cho Nhi cố gắng. Thấy không, Nhi cũng lấy bàn tay thoa nhẹ do nãy Nhi thoa kem nè, cho nó ráo lại một chút xíu ha. Thấy không mấy chị, thích chưa? Đó, nhìn cái da của mình căng bóng và hồng mịn đó. Xong là cái kệ này sau khi mà nó làm nóng xong nó tự tắt điện nè, thấy không mấy chị ha, nó tắt điện hết đỏ hết cam nè, hết màu cam nè. Mấy chị ấn vô cái nút là nó sẽ cam lên, mà tại vì em xài xong rồi em không ấn nữa.
Đó. Và xài xong mấy chị nhớ chú ý lau vệ sinh cái đầu này, chứ không phải cứ để đó và cứ chét lên mặt hoài nha, rồi hỏi sao nổi mụn nha. Em Nhi có hai cái khăn, khăn này là khăn lau mặt, khăn này cũ rồi, khô hơn rồi nhưng mà vô nước vẫn mềm, của Sibon luôn, là cũ rồi, nó cũ nó mới bị bám, bắt đầu bám đen là mọi người, thời gian lâu cũ là bắt đầu bị bám đen, còn lúc mới là không bị nha. Đó thì Nhi sử dụng cái khăn đó để làm lau máy, chứ đừng bỏ uổng lắm, mắc tiền mà, tận dụng cho nó hết. Thì sau khi xài xong mấy chị nhớ lau cái đầu máy này nha mấy chị, lau cho sạch sẽ nha. Mình xả khăn bằng nước sạch sẽ là được rồi, rồi mình lau. Chứ không để như vậy nha, mình vệ sinh liền luôn đi, để như vậy cái những cái vi khuẩn nó dễ dàng nó bám vô và bữa sau mình xài rất là dơ, dễ nổi mụn. Đó, lau cho nó sạch sẽ nè. Còn được lâu lâu là rửa luôn cho Nhi. Rửa thì Nhi có chỉ rửa rồi. Mọi người cần thì mọi người vô YouTube của Nhi. Nhi có làm cái clip vệ sinh máy Rifa ha. Thì mọi người cứ vô. Còn đây là Nhi lau và Nhi gác tạm thời sau khi mình xài xong ha. Và mình để đó, rút cái dây của làm ấm của cái kệ đỡ ra. Thì rút ra rồi. Và sau đó là Nhi thoa kem chống nắng thôi. Là xong cái bước dưỡng của Nhi rồi đó, kem chống nắng, phun lớp là xong. Rồi mấy chị ơi, mấy chị có cần thắc mắc hay đặt câu hỏi gì không? Tại vì bây giờ em rảnh nè, em trả lời hết cho. Này em rảnh, tại vì hàng hóa mới hôm qua về và bắt đầu giao tới tay khách xong xuôi hết trơn rồi. Hôm nay không có còn nợ khách đơn hàng gì nữa hết, cho nên là tinh thần rất là thoải mái. Máy massage bụng Sibat giá bao nhiêu vậy em? À, chị ơi, về giá cả là em không có thể nói trên livestream được, vì những cái máy móc đó là tùy theo cái tỷ giá của cái đợt hôm đó và cộng giá ship nữa, giá ship cộng giá ship một cái máy về rồi cái giá của cái ngày hôm đó nữa. Cho nên là chị inbox giúp giùm em. Cái máy Sibat xài rất là work, nhưng mà phải có tiền thì hãy xài máy đó nha mấy chị. Vì máy đó là phải thay miếng dán thường xuyên, một tháng là mình phải thay. Một tháng là mình phải thay. Và miếng dán của nó, một miếng Nhi bán cố gắng sát giá cực kỳ và không có lời nhiều luôn, lời 20-30 cũng được nữa, để cho mấy chị xài liên tục. Thì là 1.050.000 một cái bộ thay của nó. Và khoảng một tháng hơn là mình phải thay một lần. Cho nên là xài kỹ thì mình hãy suy nghĩ kỹ rồi mình hãy đầu tư cái máy ship bét nha. Nhưng mà rất là work, rất là ok luôn. Thì tại vì em có mấy chị khách quen xài rồi á, thì em mới biết là phải thay thường xuyên như vậy á. Cho nên là, nhưng mà hiệu quả nhanh lắm mọi người ơi, work lắm luôn cái máy ship bét. Em Nhi tha kem chống nắng này thấy không, là cái da mặt của em Nhi thích không? Là thật ra mấy chị không cần trang điểm gì đâu, quẹt chút son là đã tự tin đi ra đường rồi. Không cần trang điểm nữa, cho nên nhiều khi em Nhi mà lười em Nhi đi họp hành này kia, em Nhi để mặt mộc luôn. Và mình chụp hình không cần cà hay là 360 độ, nhìn cái da mình cũng rất là mịn mấy chị. Không cần cà hay là 360 độ gì hết. Nhi ơi, em thấy máy Belulu Reaper 2 có tốt không? Belulu Reaper 2 là lâu lắm rồi chị, em bán cách đấy chắc 3-4 năm rồi đó, lâu lắm rồi đó. Thì xài cũng được, cầm trên tay thì nó là hàng của Nhật, nhưng mà cầm trên tay nó nhựa, nó nhựa, cái nhựa nó, cái chất nhựa nó mình, và trong nó có vẻ rẻ tiền á, trong nó có vẻ rẻ tiền hơn cả cái Hitachi nữa nên em không thích. Nhưng hồi đó bán được lắm và có nhiều bạn xài cũng ok lắm, chắc bây giờ Việt Nam mới hot đó chị. Em bán cách đây 3-4 năm rồi đó, cho nên lục những cái livestream ngày xưa của em chắc cách 3 năm là có nói về cái máy Belulu đó, thì xài cũng rất là ok. Và hình như em cũng có hình nữa, nó lục trong cái album mà tự tải lên tự do của em á, có hình luôn. Có cái đầu tròn nè, có cái đầu hình ấy nè, rồi có máy xài cũng ok chị, xài được ok. Nó cũng xài bằng gel mà xài thì cũng thích lắm á, nó cũng có nhiều ánh đèn đỏ, vàng, xanh lá. Cái gì mà mới ra 2019 vậy? Chị chắc là không phải mới ra đâu, chắc có lẽ là nó đổi á, tức là 2018 nó lại ra một đợt nữa như cái Hitachi nó ra hoài vậy đó, rồi 2019 nó lại ra nữa, nhưng cơ bản cái máy đó là ra lâu lắm rồi. Ra từ cái thời mà N2000 á, là nó đã có cái máy đó rồi, và em bán rất là hot luôn. Đó. Thì có thể bây giờ nó còn dòng máy cũ nó để về Việt Nam, còn nếu như máy 2009 thì là có thể là nó ra đợt mới, mẫu hơi mới, lên nâng cấp lên một chút, nhưng mà cũng là cái loại cơ bản đó. Em nghĩ vậy.
Thì chị cần thì chị cứ để em ra điện máy em coi. Nhưng mà chị nhắc em nha, tại vì người dặn chút em hay quên lắm, nói thiệt. Dạo này là em hay quên lắm, mấy chị đừng có buồn em. Tại vì mấy chị chỉ nhớ một người, một khách là một mình con Nhi đòi nợ một mình nó thôi, là mình đặt hàng nó chưa trả hàng. Nhưng mà một mình nó nhớ 3.000 người trong Facebook, người nào đặt cái gì. Cho nên là mấy chị thông cảm giúp Nhi nha. Đó. Con chào cô Phương Lê. Hôm bữa cô nhắn tin an ủi con cái gì mà con mến cô tới giờ luôn, quý cô tới giờ luôn. Đó là Nhi phụ phấn lớp nè. Cái phấn này nhiều bạn nói Nhi đánh như không có đánh vậy đó. Đó. Mà thiệt nè, nhìn có thay đổi gì đâu. Nó không có trắng lên quá, nhưng mà nó sẽ giúp cho cái da mặt của mình ráo, không bị đổ dầu cả ngày ha. Và những cái bụi bám rồi nó sẽ giảm hơn nhiều. Đó là cái công dụng của nó ha. Và làm cái da của mình mịn hơn. Đó, chứ không phải là đánh để mà thay đổi, để mà đẹp hơn, mịn hơn nhiều thì phải xài những cái BB cream. Anyway, chị rất thích máy Refa massage đầu lắm luôn. Em cũng rất thích. Hồi nãy trước khi mà quay cái clip này là em đã xài rồi. Em xài xài rồi chị, nó đang đang đằng sau cái điện thoại của em nè. Lúc nào cũng kế bên trong tầm tay, em giơ tay là có thể chụp được nó nè, cái máy Refa đầu này nè. Và bữa nào gội đầu chị hãy gỡ cái này ra và thay cái cục gội đầu đi. Chị gội đầu tóc chị còn khỏe và giảm gãy rụng rõ ràng luôn. Lại trong tầm tay của Nhi, chỉ cần với là đã đến rồi đó. Cái cục này thay vô. Anyway, em cũng rất thích cái máy này cho nên em mới đầu tư. Vì nó không hề rẻ. Mua bên này là 4 anh máy đó, 4 anh máy mất tiêu rồi. Đó, cho nên anyway em cũng rất thích cái máy này chị ơi. Sáng là em làm một lần, tối là làm một lần. Em làm ngày 2 lần đó, không có đến 3 4 lần. Tại vì em bận, em nhiều công việc thì sáng mở mắt ra là ngồi làm cái rồi đưa con đi học. Tối trước khi đi ngủ là làm một lần. Chị chăm làm 1 năm thôi chị sẽ cảm giác là tóc của mình giảm gãy rụng hẳn luôn. Rất là quất tóc em. Coi lại clip, những clip xưa là tóc em bắt đầu sơ sát, bây giờ không sơ sát nữa đâu, không hề sơ sát nữa đâu. À chị ơi, những người già như mẹ mình á, nếu mà đi chăm chỉ á, nó sẽ giảm được những cái chứng đau nửa đầu kinh niên luôn nha. Tại vì khách ở Mỹ của em có chị bị rồi và chị dùng thì chị báo như vậy. Chị nói là chị giảm được cái chứng đau đầu kinh niên á, đau nửa đầu, đau tiền đình á chị, đỡ luôn á nè. Tóc của Nhi bây giờ không có xơ xát như ngày xưa nữa mà trông nó bồng bềnh lắm. Không có bị rụng nữa, tức là tóc em Nhi là cơ bản là ít. Đó, cho nên là nói mà bồng bềnh thì cũng không có đẹp như mấy nhiều đâu, tóc của Nhi rất rất là ít luôn đó. Nhưng mà như vậy với Nhi là bồng, với Nhi là bồng bềnh rồi, tại vì tóc của Nhi rất là ít đó, thấy không, tóc nó khỏe lên. Mấy chị ơi, như vậy là em đã xong rồi đó, và em có thể hôm nay thứ bảy đi chơi được rồi đó, thấy không, dặm nhẹ xuống cổ nữa nè, nhìn cái da mặt của em Nhi nè, cho mấy chị nhìn cận luôn nè, thấy không. Vậy là em như thế đi chơi rồi đó, thấy chưa, có người vô kiếm vô đi chơi. Nè nhỉ, mua qua đi. Đó, chạy vô kiếm đi chơi rồi, sướng quá. Tạm biệt mấy chị nha, có gì thì inbox cho em. Và nếu như thấy video hay thì thả tim giúp em, còn hay nữa thì share giúp em. Và em nhắc lại, với những chị nào đã mua máy Refa đi mặt của em thì like và share clip này và inbox cho em sẽ được em tặng 1 2 gói này, với điều kiện là những chuyến sau mua hàng nhắc giùm em thì em gửi chung vô luôn, chứ không lẽ 1 2 gói này mà bây giờ em bỏ bao thư em gửi thì không có được. Uổng. Ok, bye chị Jenny Trần nha, bye chị Dindato, bye hai chị em nhiều lắm. Tạm biệt, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, thật vui nha mấy chị nha, không được buồn, cười thật nhiều cho mình mới trẻ. Bye bye.